sao lên cái khí chất người người luôn mà. Tôi gọi là khí chất người người luôn mà. Trong thế này mà lại còn được kêu mình bánh bèo à, tức vãi lồn ạ. À. Đến bây giờ vẫn thấy tức, vẫn thấy cay. Em cũng muốn làm thử mà không biết bắt đầu từ đâu á. Bây giờ có Facebook đấy, thôi thì nào rảnh rảnh có máy tính thì livestream thử trên Facebook của mình đi, giờ em sẽ hiểu cảm giác ngay thôi mà. Ngồi thử đi đã, có gì đâu, ngồi stream trên Facebook cá nhân của mình trước đã. Tập trải qua những cái cảm giác đơn giản nhất là kiểu ngồi trước một cái màn hình trực tiếp. Làm cái gì cũng phải địch mạnh cẩn thận. Rồi ăn nói rồi sao đấy, các thứ. Kể có một người hai người xem thôi ấy, thì cảm giác livestream nó cũng khác bình thường mà mọi người. Đéo, tôi có lập trường của mình rõ ràng, tôi chỉ yêu con người em, không vì nhan sắc kia. Địch mạnh, bực cả mình, đéo chuyện nữa. Dỗi khi nào anh yêu em vì một chút nhan sắc của em thì em nói chuyện với anh lại. Anh phải ghi nhận bao nhiêu công em nỗ lực. Solo một game nhé anh em ơi, solo game kiếm mất cụ phát. Này chê tiền quá. Đến giờ đây rồi mới tiếp đãi anh dù. Chết dở. Bên Mỹ rất ít chỗ đi chơi lắm, hầu như toàn đi làm không thôi á. Nhưng mà em xác định sang bên Mỹ để làm gì? Cái vấn đề ở đây là em xác định ở bên này để làm gì? Em xác định sang bên này để làm gì? Mới livestream cô độc lắm chị ạ. À, đúng rồi, cô độc lắm. Tao phải có thể khiến những người ta vào mở lời bắt chuyện với mình hay là dành thời gian xem mình dễ đâu anh em. Khó mà. Nhìn hơi dữ á. Chỉ dữ thật mà có hiền đâu. Sắp tới làm stream tên quảng cáo cho anh. Anh chả ba nhớ. Quảng cáo cái gì? Quảng cáo nó phải chất lượng. Ai lại đi quảng cáo một cái người không có tố chất bao giờ không? Như thế nó sẽ ảnh hưởng uy tín của mình. Còn yêu là yêu con người, ông kia nói chuẩn rồi á, mặt chỉ thích thôi á. Vậy hả? Thế ra cuối cùng có bạn Quang Huy bạn ý. Chứ là thầy mấy hôm trước chụp đợt rồi tiên nghiệp nên áp ảnh nên hay bị để ý đến cái việc rằng là áp ảnh hở hang thì nó sẽ nhiều like hơn ảnh bình thường ấy, tiên bị mặc định suy nghĩ ở trong đầu cho đến một ngày mẹ mày tiên áp một cái ảnh trai hở cái đéo lên xong rồi còn nhiều like hơn ảnh hở. Thế là từ đấy tiên đã suy nghĩ lại, ôi mẹ hình như là mọi người yêu mình thật lòng, mọi người không chỉ yêu mình vì những thứ mình có, mọi người hình như mọi người yêu mình thật sự hay sao ấy. Ảnh mình chỉ xinh xinh thôi, ảnh này mà ăn mặc hở anh mặc kín đáo đâu, không hở một tí ra thì chả hở đúng cái mặt, nhiều like luôn, nhiều like hơn là những cái anh hở. Thế là từ lúc đấy tiên mới nhận ra rằng là tiên mới bắt đầu tin tin rằng là anh em yêu mình thật lòng. Chê tiền nên tăng kèo lên hẳn 2 củ rồi anh sẽ win để em mất 2 củ mặt cười. À được anh ơi, được đấy, biết cách chiến đấu rồi đấy, biết cách chiến rồi đấy. Và kiếm 2 củ phát nhở. À không, giờ anh Du mà là 500 anh em viewer á. À ok em ơi. Được. Stream đêm vắng nhưng mà nó thân thiện, nói chuyện nó dễ gần gần gũi. Cái lượng đô nhầm nhầm cái lượng bình luận nó vừa đủ để tôi có thể trả lời á. Cho anh xin pass chơi game với á. Cho em solo một game nhá. Em solo xong game này rồi em mời mọi người nha. Mọi người cho tôi xin một game solo phát, tôi kiếm 2 củ. Nếu mà em nghĩ em kiếm đủ tiền thì em không nói chán đâu. Thế mà nãy có người vị trí được trên kêu là chán là đúng rồi, lại còn đi ủng hộ em nó nữa. Em sang Mỹ để kiếm tiền lo cho gia đình, sau này còn cho mẹ đi du lịch chị ạ. Thế mà định mẹ mày nó lại sao nó kể, chị ơi bên này đéo có chỗ để ăn chơi. Sau khi nó sang để nó kiếm tiền đi du lịch thì mẹ nó không có đấm vào mồm đâu hả? Anh chỉ thích con người em thôi thì ảnh nào anh cũng phải like chứ. Cấm nhầm rồi anh Du ơi. Anh chỉ thích con người em, anh thích con người em thì ảnh như thế nào anh cũng phải like chứ. Giờ mà like là phải bịt kín hết ở mỗi 2 con mắt thôi. Anh em yêu quý tiên thật lòng rồi lờ mà. Đây thì thỉnh thoảng khi mà tiên mặc hở hở một tí, thứ nhất là do hôm mà có hứng, thứ hai là có quảng cáo, thứ ba là muốn kiếm thêm view mới.
khi mà người ta vào người ta xem mình rồi nhá, mình sẽ giữ chân người ta lại, xong rồi sau đấy mình mặc kín thì người ta cũng vẫn ở lại xem mình thôi. Nhưng mà để tiếp cận đến những người mới thì hôm đấy mình phải trông đặc biệt hơn một chút, để tiếp cận đến những người địch mạnh mà khó tính hơn một tí. À, anh em hiểu như thế không? Cấm ai ơ là chấp anh rồi, có cần cấm lại ca? Không sao đâu, thôi đi, em có linh cảm là trận này hai củ kia nó vẫn vào tay em thôi ạ. Em chọc thằng em tí ấy mà, chọc chết đi chứ có gì nữa. Nó kêu nó sang đấy kiếm tiền cho mẹ đi du lịch, xong nó kêu là bên đấy chán đéo đi chơi ạ. Mấy cái thằng này là phải đấm. Ủa anh ơi, anh mới donate em ấy, anh bình luận được không? Để tí em mời, anh đi in game và em mời cho. Chứ em đọc mật khẩu là mọi người vào nhanh lắm, anh không kịp ấn đâu á. Anh Du cùng rank với em kìa, cần người đa rank cùng thì chơi với em nhỉ anh Du kìa. Rồi anh Du kìa, có bạn chị Hến kìa. Ai đồ donate cho em nhiều, sau giờ bạn chị Hến bạn rủ của anh Du để đưa rank cùng. Cướp công khai luôn, ủa cướp địt mẹ mày, cướp trước mặt mình luôn, sợ thật. Anh Du thì cũng không phải là của chị đâu, nhưng mà sao lại địt mẹ mày lại cướp trước mặt chị như thế à em, buồn đấy à. Không mà bộ nó chị em với lại thì chết. Không ổn nhá, chứ đây là không ổn. Mình con thì khó vậy ba, cởi chuồng ra ngồi livestream cho mắt mẻ đã. Marketing tốt nhưng mà xem vì hở han thì cũng không lâu được đâu chị ạ. À, không phải đâu Green ơi, em không hiểu à. Cái vấn đề là nhá, khi mà bình thường người ta vào xem chị thì trong cái khoảng thời gian đấy người ta nhìn mặt mình, đéo xinh lắm thì người ta nhìn 5 giây, còn nếu như mình xinh ấy thì mình có 15 giây. Thì trong 15 giây đấy thì chị cố mà ngồi nói chuyện sao cho trong cái 15 giây đấy ngoài xinh ra người ta có thêm lý do để người ta ở lại xem mình, chứ không phải là người ta xem mình vì hở, mà là cái hở đấy đó là một lợi thế để mình có thêm một khoảng thời gian để mình cho người ta thêm lý do để người ta ở lại xem mình. Em hiểu không? Hiểu chưa? Em đang muốn làm streamer, chị cắt em đi. Địt mạnh mà bây giờ em đau khổ, em vật vã, em bị bỏ đói như một con chó, hay là em điên rồ các thứ lên, xong rồi em vươn lên cố gắng, xong rồi bây giờ em ngồi đây thì là mọi người cảm cảm nhận được sự cố gắng đấy của em, mọi người vào xem em đấy. Ok chưa? Cay không chị Tiên, nhưng em muốn cướp chị của anh Du cơ. Không phải cướp chị thật cơ, chị có linh cảm này. Chị có linh cảm đấy nha này, không không qua mặt được chị đâu. Anh Du đã giờ im re luôn mà. Chết cười. Đúng, lúc đầu tôi lạc vào đây tôi có thèm nhìn mặt bạn đâu, chủ yếu xem game mà đấy, thấy chưa, cố mà ngồi liên thiên sao ra để cho có người ta có lý do ở lại xem mình đấy. Nên chị đau khổ quá lì nữa, nhận thấy à, nhận thấy à em. Và chị làm cái này 4 năm rồi, em nghĩ sao người ta chán cái mặt chị muốn chết rồi. Em phải cảm giác là chị sợ, nhiều lúc chị sợ mọi người chán cái mặt mình, mọi người nhìn cái mặt mình mọi người chán đấy chứ. Cố gắng lắp xe để mọi người có lý do, mọi người xem mình mọi người không chán mình em ạ. Khó lắm. Vãi cấp anh Du đã trở thành món hàng từ khi nào vậy mặt cười? Em không biết nữa, nhưng mà qua lời kể của bé Thị Hiền kia thì anh như một món đồ chơi luôn, chứ không phải là một món hàng đó. Ngày nào cũng vào đây để kiếm cơ hội lôi chị về á. Thực ra thì so với cái việc mà mình tạo drama để mọi người biết đến mình ấy, thì lúc đấy rất là thật nhá. Nên nghĩ cách để nói cho mọi người sang ngắn gọn á. Cái drama này nếu như mà nó ra cái gì đấy không tốt về mình ấy thì mọi người sẽ vào xem, mọi người hóng trong một thời gian đầu thôi, xong rồi sau đấy mọi người càng khinh mình hơn á mọi người. Còn nếu như mà muốn nổi một cách chính thống, một cách theo hướng tốt đẹp ấy, một cách để mẹ mình lâu dài ấy, anh em phải chuẩn bị sẵn một tâm hồn thật đẹp đấy anh em ạ. Thật, nói thật là phải chuẩn bị sẵn một
tâm hồn thật đẹp. Để khi mọi người biết đến mình nhá, thì lúc đấy mọi người kiểu, lúc đấy mình kiểu biết cách gọi là, nói chung là mẹ mình rất là nhiều thứ trong đầu quá, để sắp xếp được solo kiếm hai củ anh em ơi. Đeo roi nữa, bí mật, đeo, đeo roi ra nữa. Tao kiếm tiền, cái đầu óc cứ định lưu thiên. Không, chị là người thứ hai mà lại xem mấy tiếng đồng hồ luôn á. Thank you em. Được so sánh anh độ hạnh phúc quá đây này. Toàn hết, tôi làm hơi toán. Giấc mơ không đuổi, có khi lại về. Giấc mơ không đuổi, có khi lại về. Nói chung là như thế, bảo rồi, cái gì của mình thì nó sẽ là của mình thôi. Lại phải ngồi xem chị 20 phút nữa, chả thích thế nào á. Tha thấy chơi game không? Mình chơi game. Không biết tưởng chơi 20 phút rồi đây này á. Ủa dồi, bà đánh tùy chọn không cần phải ở đâu. Em view mới thấy chị nói chuyện vui quá, ở lại nãy giờ rồi nè. Nãy chị thấy chị nói cái gì cho em cười mà. Em thả đúng cái icon mặt cười, kiểu định mẹ mình đã kiểu ngồi xem trong im lặng, đã đéo muốn lên tiếng rồi. Xong rồi định mẹ nói cái lồ gì buồn cười vãi lồn, đành ra phải cố tình phải đánh, đéo thế nào mà chịu được. Đó, phải bình luận cái cười, lúc ấy chị nhìn thấy em cười rồi mà chị không không bắt chuyện với em thôi. Giờ em nói chuyện với chị mới nói chuyện lại đó, chị không phải là cái người dễ dãi đâu, chị hơi bị chảnh đấy. Trời ơi, tôi cay quá, hô hô. Này tóc bết nhìn mặt hơi tròn anh em ơi. Tại cái tóc hết. Tin tiên đi, đừng đừng đổ lỗi cho cái mặt của tiên. Em bảo rồi, như của mình thì nó sẽ là của mình thôi. Em không thèm thiêu đốt anh dù cả. Chết cười ạ. Chết cười thôi. Ai chơi game nào, ghi game mời đây. Thành đơn đôi cố gắng thoát ra khỏi bảng sách á. Outplay quá, nghi vấn đối phương bản độ à. Ngồi như thế này là mới gọi là game thủ em ạ. Người game thủ mới ngồi như thế này, nhận biết game thủ nữ thật sự. Thành gì mà căng dữ á. Ô, chưa thể hiện tài năng gì nhá. Pha đấy mới sử dụng linh cảm thôi. Trận này tên chơi bằng linh cảm. Chạy đấy em chơi một linh cảm mà, chạy đấy lúc chưa vào game em đã bảo là game em win rồi. Em chơi một linh cảm em ban lung tam tung, anh phải hiểu đấy. Tên in game mất dạy quá ông ơi. Nào ai chơi game ghi game một lần không spam nhá. Nãy có ai hỏi em cái pass phòng của mà cái người donate cho em nãy giờ đâu mất rồi. Như hát đó, nhức nách đó, à nhức nách à, ok. Hello anh Du, kinh nhá, vậy chào vào và cho anh Du đầu tiên mà. Thế coi mình ra là gì? Tô Xuân Giang anh á, thật là anh không, chứng minh đi. Anh nói gì đấy, chứng minh là chính là anh đi. Mình lại vậy cả đêm đây nhỉ bạn hình đó. Rồi đủ số lót rồi nhá. Một ông cao thủ cho bên kia đây. Một ông cao thủ sang kia cánh tim đi. Càng ngày càng béo á. Béo đâu. Hôm nay tóc bết khổ quá. Bây giờ đi xuống gội mái là mặt nó nhỏ lại ngay anh em tin không? Bây anh em ngồi chờ tiên đi xuống gội cái mái không? Nhức nách, không phải nhức nách chị ơi á. Thế là như này không? Thì chị tưởng là nhức nách chồng Thôi chị ca xem chị nữa đâu tí đi ngủ lại nói sảng thì chết mơ mặt tem. cười. Thế nè, ôi trời ơi, thế tôi nét tôi 20.000 này, trời đất ơi. Trời đất ơi, thỉnh thoảng mới nhất con gái tôi nét, cảm thấy thật là hạnh phúc.
Cảm ơn em, lâu lắm rồi, lâu lắm rồi. Đây là niềm hạnh phúc gọi là hiếm hoi của chị. Mình đang lặp lại. Lần trước có 1 triệu bên nước ngoài đâu nét. Tại vì cái kính này, chị cũng thích cái kính này nha. Thấy tiên đeo cái kính này, thì ra chị đâu nét vì tiên đeo cái kính giống chị. Thế ra được con gái đâu nét ạ. Thỉnh thoảng lắm được con gái đâu nét luôn á. Hẹn hôm nay chơi được thì bảo chị vào đây chơi với cả mấy anh em. Xem em cướp được anh Du thì em cứ cướp rồi. Cơ bé sau 4 năm vẫn chất thấy lớn thì nam nhỉ ạ. Ý anh là gì? Đợi bạn hến chị đừng mời em á. À sao? Chơi business tour đi là sao? Tour là cái gì? Business tour game gì? Bảo mình định cua anh Du cay cú thật. Em chỉ thích con gái thôi á. Thế á? Béo đâu mà béo. Thích con gái thôi à. Khổ anh Du, mãi mà có tí gái ở kênh mình, xong rồi gái kênh mình lại thích mình. Anh Du chỉ hút gái thôi. Dài con dài vào idol anh Du vậy đấy. Nhất quyết không có một bạn nữ nào idol anh Du ạ. Không hiểu kiểu gì. Anh Du có tất cả mọi thứ. Kiểu tỷ phú á. Tính. Mọi người. Chứ hỏi thật nhá, là mấy bạn hay xem tiên ấy, những người hay xem tiên nhá, thích chơi game gì? Tiên muốn hỏi những cái người mà hay xem tiên ấy, chứ không hỏi mấy viewer qua lại mới đâu. Tiên hỏi những cái người mà hay xem tiên và xem tiên đêm và các thứ lâu rồi ấy. Mọi người muốn Tiên chơi game gì cho mọi người xem không? Tiên hỏi những cái người mà Tiên muốn thôi nhá. Tiên nhưng muốn chiều anh em một tí á. Thật sự là Tiên cũng không thích chơi game mới đâu, nhưng mà nếu như mà anh em muốn ấy, những cái người mà ủng hộ Tiên lâu rồi, trước giờ mà muốn ấy, thì Tiên sẽ có thể thay đổi vì anh em. Đợi mòn mỏi quá vào game này ấy. Ngày nào cũng xem không đéo hiểu sao nay mới nhớ để follow. Ủa vãi lồn à. Thôi 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 dừng lại đi. Dừng lại. Em bảo là em xem chị hàng ngày, em xem chị, em nhiễm vào cách nói chuyện của chị, nhưng mà em đéo follow chị. Ừ đấy làm sao thì sao đúng không? Khác gì em chửi mặt chị đâu. Em lại làm chị đau rồi, bị mẹ mình vừa làm mình hạnh phúc xong lại làm mình đau thật, lại làm mình đau ngay rồi. Nhớ biết là gì ghét của đéo follow quá. Thôi chị ồ, thôi chị ồ. Chị không được mạnh mẽ. Em không còn là thị hề nữa đâu em ạ. Em chỉ là, em sẽ còn là thị vỏ hề. Đéo còn là một con hề nữa. Chị mạnh mẽ, chị cho em nát xác bây giờ chứ đấy. Hết, hết cả hề luôn. Thành vỏ hề luôn nữa. Quá vớ vẩn, quá mất dạy. Tức thật. Cho chơi cái gì đấy một game đi. Mày đã bao giờ được chơi một game gì đấy cái team nhá. Đánh lôi lôi thôi là đánh này. Thích chơi cùng chị hay xem chị. Xem chị thôi chứ ngồi 3 4 tiếng nói cũng xem. Hôm nay ngồi nói chuyện 4 tiếng là ngồi á. Thì Lục ngồi nói chuyện luôn á. Ngồi lên than thiên ạ. Hôm nay làm quả trải lòng với anh em trải vãi lồn. Anh em trải con mẹ mình sớ chứ đéo phải là trải lòng á. Anh em mỗi lần anh em hỏi một cái gì đấy mình ngồi mình trả lời tâm huyết vãi lồn. Mình bắt kiệt hết là tất cả những cái gì mình có trong cơ thể cái thân xác này ra để chia sẻ với anh em. Vừa follow xong bảo follow cướp anh du cay quá lại ăn follow á. Thế á thôi follow lại đi. Anh du mà thích thì anh du tự đi ngay, làm sao mà quản được anh du của em. À đẹp đó, cảm ơn bạn đi xin. Nãy có đứa bảo là áo này của tiên trông như bánh bèo, trông có trẻ trông như thế này mà nó bảo là bánh bèo. Cay lúc rồi đến bây giờ cũng chưa hết cay. Thành hến sức bánh đa luôn á. À. Cái con hến là cái con bé xíu đúng không ta? Cái con mà bé thì mày mày nó bé bằng 1/10 con ngao ấy. Nó kiểu nó biểu tí hon ấy, kiểu con ngao tí hon ấy đúng không? Kiểu nó thói quen cứ vào xem thôi. Xem chỉ 1 tháng hơn em cũng mới follow á. Ô, thế là nó có thông báo, nó không có thông báo nhưng mà mọi người như thế nào, mọi người không follow nhưng mà mọi người vẫn có thông báo á. Mọi người follow cho em đi, mọi người follow cho em, nó lên follow, follow cao thì
thì mẹ mày quảng cáo là mày tăng giá, các anh em xem chùa đều donate thì phải follow ra để từng cái follow đó góp phần vào tăng giá quảng cáo cho em đấy, các anh ủng hộ em bằng một cái follow đấy chứ. Mọi nghe hơn một tiếng như kiểu phim dài tập á, thật cuộc đời đầu tiên ấy còn gì nữa, mọi người hôm nào mọi người cũng xem chứng kiến cuộc đời đầu tiên xem tiếp sống như thế nào đấy còn gì nữa, cố gắng sống sao để cho mọi người cho xứng đáng với thời gian mọi người bỏ ra theo dõi mình. Thế biển là đừng có mà tưởng em bé á, thế á có cả hến biển luôn hả, hến biển to như con sò luôn á, sò to dầm như thế này hả. Cười vậy rồi. Biển thì ăn con cua rồi. Thế ăn cua. Thế ăn cua với cả. Thế không biết ăn tôm đâu mọi người ạ. Không biết ăn tôm. Thế ăn cua. Ăn cua rang me. Ủa, nghĩ đến đã thấy nứng rồi. Nứng vậy luôn, nghĩ đến nứng vậy luôn. Nhưng mà ăn được 2 miếng chán á. Ăn được tí xong ngấy ấy, còn kiểu ăn lỗi mình bị ngấy 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 ấy. Alo. Kiểu ăn nhá, nếu như mình ăn mà có người bóc sẵn cho mình thì mình lại thấy lười, mình lại đéo thấy ngon, mà mình vừa ăn mình vừa bóc thì mình lại thấy lười. Nên là chỉ ăn một tí rồi nó thòm thèm thôi. Chào hôm xa cơ, thế nhiều cũng có thông báo chị ạ, à, ở nick em có follow chị đâu mà vẫn thông báo đấy chứ. À, thế là chỉ bật thông báo thôi chứ chưa bật follow mọi người ạ. Thế là nhìn xinh gái nhỉ ạ. Cảm ơn. Cảm ơn đấy. Mất thật giả thì là cảm ơn rồi. Em đi ngủ đây á, ok bé. Chúc bé ngủ ngon nha. Cảm ơn em đã xem chị tận 4 giờ sáng. Cảm ơn em rất nhiều. Vô cái mặt mình cứ phị ra ấy nhở. Mẹ cái mái này. Nghe rồi cái mái tức quê. Nhìn tạm nhá. Điều vào học đéo ngủ được á, bà ai điều vào học. Anh mà ngoài Hà Nội nhá, anh mà điều vào học thì thôi, bảo thật. Anh nãy giờ anh hưởng dương mấy tiếng rồi. Đang tại trận nghe chị tưởng vào ghê tưởng mình vào ghê ảo à, thật đấy á. Ảo quá rồi chưa gì nữa. Xem chim thì nhiều trong ảo nhiều thứ lắm em ạ. Mà toàn ảo cái thật cơ. Mình cứ tưởng nó là ảo nhưng thực ra nó lại là thật. Xong mấy cái thật thì lại tưởng là ảo đấy, định mệnh mà xét chia cho xét chuyện gì nhiều khi tâm đéo vững tinh thần đéo vững là định mệnh mình điên đấy, mặt to từ phút thê với em đấy á. Thôi xin định mệnh mày hai đứa mặt to để đẻ con mặt mẹ mày thành thành cái mâm à, vãi lồn à. Chị mà sinh ra mặt chị mà là cái mâm chị buồn lắm ấy. Diễn viên xem nào chứ hôm nay chị Hiền nó tán chị ra mặt đấy mà. Có 8 tỉnh chị ra mặt. Ái lồi bánh trưng thì mẹ vừa to lại còn vừa vuông ạ. Nhất quyết nhớ tốc biến cơ. Vướng mãi lồi ạ. Mình chưa ngủ 1-2 giờ rồi á. Vãi. Vãi dài thôi ngủ đi. Ngủ đi thăng game làm gì. Vãi luôn. Đi con mẹ thằng luôn. Tốc biến quạt kéo đỉnh vậy. Đi mẹ. Hai thằng này đánh nó. À hai thằng này nó. Hai thằng này nó. Nó. Ok chưa. Chấp chấp. Ngủ đi không à. Từ ngày mai mình thay đổi giờ giấc đấy. Thay đổi giờ giấc về cái tầm giờ của chị là sinh hoạt nó khó, nó bị mệt lắm. Không nên đâu. Nay ghi trải lòng nên mình cũng vào sân si đấy có được không á? Cấm làm sao được.
chấm làm sao được đây. Bệnh không có một cái nhà nghỉ nào để mở cửa, là giữa sân ngủ luôn. Bạn nhiệm viên đấy cũng điện mẹ mình ghê lắm, bạn nhiệm viên cũng ghê lắm. Có khi kiếm được người ngồi đối đáp văn văn thơ với cả nghĩa pin rồi đây à. Ơi nhiều bạn xem phim của chị sao mà bị sống con mẹ theo giờ của chị luôn em ạ. Cái cảm giác mà nhá, em khiến người ta sống theo giờ của em, xong rồi em bỏ mặc người ta một mình bơ vơ trong cái thời gian đấy nhá, ủa tệ vãi lồn luôn. Thức đêm mà kiểu đéo buồn ngủ nhá, em cảm giác như kiểu một mình em sống một thế giới kiểu tủi thân cực. Kiểu mấy hôm kiểu mấy bạn ấy vào giờ giấc của chị không, chị off stream ấy. Ủa mấy bạn ấy kiểu đi mạnh mà như một đứa tự kỷ trong màn đêm đéo biết làm lồn thì cứ lộn mại là mọ. Không nên đâu, giọng yêu vãi lồn nhá, là sao không nên đâu á. Mà thế mà bảo không nên đâu hả? Nghĩa Minh thông báo mình là nhớ chị tên nhỉ. Gì con mẹ mày lách 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 lách. Ủa 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 trên la địa võng ạ. Nguyễn Văn Bân à, Nguyễn Văn Ban à, tranh thủ do Lào giờ giải Lào donate cho chị yêu đúng không. Tranh thủ giờ giải Lào donate cho chị yêu cái bánh rồi. Ông ấy. Người ta là tranh thủ má à, đọc may mà tao còn hiểu, đọc theo tiếng không giấu luôn ạ. À, may là vẫn hiểu ý nghĩa. Cảm ơn bé nha, thank you em, thank you Vinamilk. Nay stream đến 9 giờ sáng nha mọi người, 9 giờ sáng mọi người ạ. Nên stream được 4 tiếng rưỡi rồi, tôi còn 4 tiếng rưỡi nữa thôi. Chung là trở lại toang quá, bố nó bắt nạt mình quá. Còn 16 cơ. Mình cứ nghĩ là team này có người gánh thôi, cuối cùng đéo ai gánh. Ông đi chứ không gánh được rồi. Biết thế để mẹ hai hai ông cao thủ bên này đi. Ý bạn mình nghĩa là em phải bước qua sát bạn mình nghĩa là em ạ. Khổ lắm cơ. Bỏ kính nó sinh hơn hạn đó. Dạ. Lên thần luôn á, lên thần. Thôi đừng đánh nhau đi, mệt quá đi, cho farm cái đi, mệt vãi lồn á. Anh nghèo vãi lồn cho mắt nhớ. Tức vãi lồn. Để cười. Nghèo vãi lồn cứ bắt bố mày nhau. Nghèo vãi lồn cứ bắt bố mày đánh nhau, địch mẹ lên farm thì cũng cứ đánh cho nhau. Hello quái thống. Mờ mắt quá. Nên tai bị inh 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 inh. Hôm nay lúc mà tôi đi tắm ấy, tôi ngoài mũi hơi sạch quá hay sao ấy. Thì lúc mà nước nó vào mũi mình xong rồi có nước ở trong mũi kiểu cái mũi nó bị mềm ấy, thế là mình ngoài mũi lúc nó sạch nhất ấy. Xong rồi tôi ấy hơi mạnh sao là bị rách mẹ ở bên trong mũi. Ủa. Hôm đầu xem là chị có play à, hôm đấy là chị à, hôm đầu tiên xem chị hôm đấy á. Hôm đấy là chị mặc cái bộ cái gì nhỉ? Wonder Woman đúng rồi. Hôm đấy chị có job là mặc cái bộ đấy xong rồi quay quay cái video và review game. Không phải mệt ơi mệt em ạ. Hôm đấy là ngày mà chị nhận ra rằng năng lực của chị là chị có thể làm được thêm được một thứ mà ngoài sự mong đợi của chị ấy.
Ông chị tưởng định chết mẹ cơ. Chờ tên bị bịt tai và tên bị ù tai ấy. Nó cứ bị chặn chặn ở hai bên tai á, mọi người khó chịu quá. Chơi vui vẻ em ơi á. À. Em cảm ơn anh. Thank you anh 100 sao nha. Nhiều sao thế. Em nấu bữa sáng đã nhé. Ok. Kéo anh. Chẳng em vừa stream vừa ngồi nhảy hả? Hay là vừa đi một vòng quanh nhà mà không ngồi im. Em cảm ơn lì chí nha anh. Thank you anh. Hôm qua live rồi đi ngủ luôn buồn chị ghê không? Không muốn chị mệt quá. Những người yêu thương người ta thì phải hỏi là tại sao hôm qua chị lại ngủ trên stream thế. Hôm qua chị mệt lắm phải không? Người ta lại cái buồn ghê. Để nghĩ đến cái việc vấn đề sức khỏe của người ta, quan tâm người ta chứ lại trách móc người ta. Không phải thấy sinh nhân mới vào xong cuốn mẹ luôn chán à. Sai lầm em. Ý em là sai lầm của em đúng không? Ý em là xem chị là sai lầm đúng không? Ý là hành động ấn vào của em đó là sai lầm đúng không hay như nào? Chán. Thay đổi cuộc đời luôn. Ấn vào nó thay đổi cuộc đời luôn chứ gì cơ. Xin gà nhưng mà xin có thể bỏ qua hết á. Thế có được chơi game đâu. Và đánh tùy chọn với mọi người. Nhưng mà mẹ toàn vào để cho anh em thành hạ chính. Chứ có được chơi game méo đâu. Chị chuyên cực quá gửi chị ly cà phê buổi sáng này á. Ui, cảm ơn chị Hoàng Nguyễn nha em, cảm ơn bé. Thank you em rất là nhiều. Thank you Vinamiu. Cảm ơn em, 4 giờ sáng rồi mọi người ạ. Anh em nào mà gục ngã rồi không thể chịu được nữa thì cứ ngủ đi nhá. Còn nếu mà vẫn muốn nghe giọng riêng thì treo điện thoại ở bên cạnh cũng được. Nhưng mà hơi tốn pin điện thoại, hơi hại điện thoại một tí. Nhưng mà nếu tình yêu của anh em mãnh liệt quá mà không quan tâm đến cả pin điện thoại hỏng hay yếu thì nghe treo tiên đến 9 giờ sáng. Không phải thôi tắt đi ngủ cũng được, không sao hết, làm nào cũng được. Xem xong cái công lại được tính luôn. Bây giờ thì ai bậy đại hộ bây giờ. Bà này không ngồi được đến 5 giờ đâu á. Trời ơi, sao bạn lại khinh thường mình như thế. Chụp ảnh tâm hồn mà like chín cổng cao tường á. Tất nhiên rồi, chụp ảnh xinh xinh thôi. À lộn, em hỏi lộn. Ok, vì gọi là biết thôi đừng ganh nữa. Ủa, kéo quả cứ như kiểu là hiểu mình lắm ấy. Bạn ấy cứ tưởng là bạn ấy hiểu mình ạ. Kéo cái file như kiểu là kiểu như kiểu là hiểu mình ấy. Cũng khá hiểu á, tí là hiểu. Anh tắt tiếng đi, chỉ nhìn mình em thôi á. Tại sao anh lại tắt tiếng? Sao xinh hơn á? Hả? Chết rồi, nhưng mà có người ở ngoài xinh hơn. Có người ở ngoài xinh hơn trên ảnh. À, trời ghê, cái này chán quá. Biết chỗ này rồi, chỗ bắt nạt quá. Thôi đến mức vừa chơi game vừa tao vào chat thế mà không, bạn không tin thật à. Thế rồi. Yêu hơi quá rồi nha, yêu nhìn hơi quá đấy. Thế ra thì không bao giờ thoát khỏi danh bà. Bây giờ em chọn đi, một là em chọn chị, hai là em chọn lên doanh. Không thể làm vừa tham lam vừa muốn lên doanh để còn vừa có cả chị như thế được. Mấy cái thằng nồi như xin là ngân gì tin tưởng như thế trong một bố đó nha, anh bố thế. Em chọn cả hai á. Đúng là đục tham lam. Rồi em xem em sẽ nhận lại được những cái gì. Xem chị giết rồi thành ngày ngủ đêm bay rồi à. Trời ơi. Em xem chị sao em bị quen rồi mà. Chắc là ở ngoài 3 giờ chắc xinh hơn nhá. Tôi sẽ cố gắng như thế không ra ngoài đường mà gặp tên mọi người không nhận ra tên thì chết. Áp lực lắm chứ, bây giờ mọi người thấy đi làm việc rồi xong rồi lên hình ai cũng khen xinh. Mọi người háo hức gặp ở ngoài lắm, không nhỡ đâu gặp ở ngoài đèo xinh. Ủa, thế chết. Thế mà thôi mà có người yêu fan tụt tốc không phanh. Thế à?
Hôm xem phim của chị ở nhà một mình, xong sợ ra, sợ mà không dám đi ngủ, thế ra dính luôn á. Ở nhà một mình mà đó, bật cái gì có tiếng hay là như thế nào, cảm giác sợ vậy đấy ạ. Ở nhà mình toàn phải bật mấy đèn lên, một dám một phần chị phim đêm là tại vì chị sợ ma á.